Hello, chào cả nhà. Hôm nay thì mình vừa về mấy viên Casdol mà não nhá. Casdol vàng ươm luôn nha mọi người nhá. Lấy được Casdol bay màu nhá cả nhà nhá. Vừa về rất là đẹp. Đấy, mình soi đèn cho cả nhà xem. Đá này đọc lại qua cả nhà. Viên ngọc hết toàn phần nha cả nhà nhá. Casdol vàng nhá cả nhà nhá. Vừa về giờ là cũng cân chiều rồi nhé cả nhà nhé. Giờ thì cũng cân chiều rồi. Đấy. Mình thì nuôi rất là nhiều lan nhé. Đây là hạt. Đây là bể cá của mình nhé cả nhà nhé. Đây là lan sóc Lào. Hạt. Đây là nhãn tháng 8 nhé cả nhà nhé. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ mình nhé mọi người nhé. Để xa rẻ thôi. Được 81 cả nhà nhé. Mình dựng cho mọi người xem này. Phía sau thì có da vôi. Phần thịt thì cũng ok nha cả nhà nhé. Cục này thì làm lên rất là đẹp. Cục này nó vip nha cả nhà. Cái đầu vịt cả nhà nhé. Cũng gần chiều rồi không có video nào hay hay cho cả nhà xem. Rồi chỉ quay tạm cho cả nhà xem đá Casdol vàng vậy thôi nhé cả nhà nhé. Nay mình không đi rừng. Ở nhà nhé cả nhà nhé. Mình trồng rất là nhiều lan nhé cả nhà nhé. Quý trắng rồi nhà tháng 8 đủ thứ luôn nhé cả nhà. Giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nhé cả nhà nhé. Nhớ like và subscribe kênh ủng hộ mình nhé cả nhà nhé. Chào cả nhà.